Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 khóa 2 và 3. Đến dự có ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Lớp bồi dưỡng gồm 160 học viên là các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Nội dung bồi dưỡng tập trung cung cấp bổ sung, cập nhật các kiến thức về lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo quản lý những nội dung quan trọng gắn với những vấn đề cơ bản cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 13 như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng ta, về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, các chuyên đề gắn với thực tiễn công tác cán bộ của thành phố Đà Nẵng. Việc tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng là sự cụ thể chế hóa các giải pháp của Thành ủy Đà Nẵng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo.